Được nhiêu trứng? 2, 4, 6, 8, 9, 10 trứng. 10 trứng. Trứng ngon nữa, 10 trứng. 10 trứng lụm thêm mấy bề là mẫu á. Chơi với nước ruộng nước không đâu thấy đâu. À, vợ chồng miền Tây mến chào đến ông bà của chú anh chị ha. Bữa nay tiếp tục đi túc ếch tiếp cùng chú anh chị ơi. Giờ chỉ còn có nước đi túc ếch thôi. Giờ nên chỉ có đi biết đi túc ếch lấy gai thôi chứ về chuột không có nữa cô chú anh chị. Nên đi dọ hết rồi. Đồng giờ nước cũng nhiều rồi, có chỗ nước nhóc hết trơn. Mấy cánh chỗ nên đuổi chuột cánh bên kia lúc trúng rồi. Đuổi mấy chỗ trúng á. Mấy cánh đó là mấy cái chỗ đó là nước nên đi coi nước bình chứ rồi. Rồi giờ còn có cái đồng này à. Giờ cũng không có chuột đồng này, mùa này năm nay cũng không có chuột nhiều cho nên đi túc ếch mà chứ không có biết túc ếch cũng nên cũng không biết làm gì luôn. Giờ trời đang mưa lâm râm nữa của chú chị thì cũng là cái đồng cũ nè, nên túc mấy bữa nè, bữa trước nên túc cánh bên kia, bữa nay nên túc cánh bên này ha. Cánh này là cái đường cầu Châu Đốc á cô chú anh chị, nó tẻ ra đây nè, này ta đang làm nè, ta đang làm chưa có xe chạy ha, ta chưa cho xe chạy, ta đang làm nè, đang là làm nữa là cái đường này tẻ về Tân Châu luôn nè, đường này chạy thẳng về là về Tân Châu luôn á, nữa còn cho qua cầu Châu Đốc chạy thẳng xuống chút xíu là nó có cái đường tẻ vô đây nè, mà đường này ta đang làm, nên hai chồng nên lên đây. Lên đánh được hai bên, bên đây cũng có được mấy miếng nước nè. Thì dưới bên này thì nước hay nhiều. Giờ trời đang mưa lâm râm, mưa từ chiều giờ luôn. Lâm râm không à, cãi ly lâm râm đỡ. Không mà mưa lớn là hai chồng nên mệt luôn. Nên đem theo hôm nay là dừng hai chiếc xe, cái nên đem theo miếng mũ, cái nên che lại của chú anh chị. Che lại ở trong này. Hôm qua cũng lâm râm, lâm râm. Hai lâm râm nữa. Ngày nào cũng lâm râm suốt. Rồi. Đó giờ này nên ấy xong rồi. Giờ nên còn tối chút xíu nữa nên đi đặt lo nữa rồi xong. Nên đặt xong rồi đó. Hy vọng là bữa nay ông bà độ có lý rồi. Mấy ông gài thắt không à. Nói chứ cái đồng này cũng yếu hết của chú anh chị. Nhưng mà nhờ cái là được ếch bự. Có một cục ếch nằm cánh trong kia kìa. Mà cánh trong kia chưa có nước. Bởi vì nên chưa có làm được. Chứ cánh mấy ngoài cánh ngoài này ếch cũng yếu. Bởi vì hên xui đi, được nhiều được. Nên mời ông bà cô chú anh chị vô ăn cơm ha. Này này nó thấp quá thấp rồi cô chú anh chị. Nên rồi, dựng cái ba chân không được luôn rồi. Rồi cái cây ngoài này nó ngã rồi. Rồi ăn cơm đi. Cơm. Rồi vậy đi. Rồi, anh cầm anh làm caramel cho em ăn đi. Vậy em làm caramel cho anh ăn đi. Rồi ăn trước đi. À. Sắp chủng à. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Rồi ba mẹ ăn cơm. Bữa cơm đơn giản của chú anh chị. Đơn giản như đơn giản. Nhìn tép. Ngon quá. Cái này chịu mà văn cũng văn lưới cũng có cá gô nè. Hôm nay mình bỏ tay lưới ở nhà. Văn cái văn ngay chân chỗ cái đường mương á. Rồi có cá gô mê kho ăn luôn. Ngày có mưa lớn nha, là mưa là cái gô lên dữ lắm luôn. Cành trứng hụt dịch. Rồi thầy để nên ăn nên cũng ăn cơm của chú anh chị. Rồi nên hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại sáng mai ha. Rồi, có gì thì nên sẽ chia sẻ tiếp đến ông bà cô chú anh chị mình. Rồi buổi tối nên chúc ông bà cô chú anh chị hạnh phúc bên vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Để chào miền Tây mến chào ông bà cô chú anh chị. Ngày mới ha, giờ này cũng 5 giờ ngoài rồi cô chú anh chị, 5 giờ rồi. Hai chồng nên cũng thức dậy rồi. Tối mưa lâm râm hai chồng nên dựng cái lều ngủ đây nè. Ngủ ở trên đường luôn. Mưa lâm râm hai chồng nên dựng hai chiếc xe hai bên chụm mũ. Rồi đầu dựng cái lều lên ngủ. Y gì cũng được nữa. Nên ngủ ra ngủ trên đường lộ. Rồi thì giờ để nên sắp xếp đồ lại, đồ đạc lại hết. Xong rồi cái bắt đầu cái nên sẽ đi thăm mấy cái lụp ếch ha. Rồi hy vọng rồi bữa nay sẽ có lý ha cô chú anh chị. Hy vọng.
Bữa nay sẽ có hy vọng rồi. Giờ cuốn dọn dẹp lại. Ở đây nền con cái nè. Hy vọng rồi. Sẽ có lý. Đồng này công nhân, đồng này năm nay không có chuột bởi vì đồng này cũng còn khô nhiều mà không có chuột. Cũng ghê. Sao không thấy con gì nhảy hết trơn vậy? Con gì nhảy trên của chú anh chị ơi. Đâu đó có không? Chứ quất hả? Rồi đằng này cũng chứ quất luôn. Khui cái đầu tiên không có rồi. Thua rồi. À, được con nhỏ xíu. Này thả luôn. Được con chút ẻn. Cái đầu tiên hẻo rồi này nên còn cái nữa. Dách bên này không có ếch, dách ở bên kia còn có ếch, dách bên đây không có. Đây nên con cái. Hướng này mà ông mặt trời lên bởi vì nó đỏ. Không thấy nó nhảy gì. Giờ không có trúc ếch nên cũng không biết làm gì luôn. Hay có một con kìa. Hai con. Đuôi này được hai con. Mấy con? Hai con. Ừ. Hai ba con kìa. Này thấy nước đục đục nữa nè. Ở đây có nữa nè. Cái nước đục đục mà coi chú anh chị nè, hai con. Ủa bên này không bằng hết bên kia vậy. Ờ đây nhỏ nhỏ mà. Đuôi này được hai con nè. Mà hai con gì vừa, con này gì vừa. Còn con này nhỏ. Cánh bên kia dách ở trong á, dách trong ếch bự không à. Dách bên này không bằng này. Qua thấy dịch thả ngoài này mà không có trứng dịch nè. Miếng dịch đó lụm trên mấy bờ mẫu á, nó dưới ruộng nè. Ruộng này cũng khô nước mà không thấy. Mới đây sáng rồi cô chú anh chị. Mấy đây trời sáng rồi nè. Đây nên có một cái. Ai biết. Tắt cái lo vậy. Sực dính cá.
Chết quất luôn rồi. Nay hai vợ chồng mình xong xà bông rồi. Meo rồi. Có không? Đừng có màu hả? Đừng có màu. Thua. Nước im quá chừng luôn. Miếng này trong này còn khô gan nè. Miếng này có nước nè. Nước sắp 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 không à. Đã ghê. Mà không có ếch. Có dách ra trong á, dách trong đó đó, ừ, còn có ếch, dách ngoài này thua. Này mình còn một cái à. Thắt thù đầy hết nổi luôn rồi chú anh chị. Cái này thắt thủ rồi, đi hết nổi luôn. Có không? Có kìa, được một hai con, hai con đường này chết quá đi. Đường này có đâu có đâu vậy, có thấy con nào đâu. Đường này chết quá rồi. Đó, có thấy con nào đâu, có con nhái á. Nhìn lầm rồi vợ ơi, lộn kèo rồi. Đường này được hai con dừa không bự. Phong cảnh buổi sáng của chú anh chị. Nay đã lùi dịch cái này ăn hay. Hai chồng nên thăm cũng xong nè. Đây cái đường nè. Đường ra cầu, ngay chân cầu Châu Đốc nè cô chú anh chị. Từ cầu Châu Đốc mình chạy xuống chút xíu là xuống chân cầu chút xíu là nó có đường trẻ về. Đường này là trẻ về Tân Châu ha. Trẻ về Tân Châu luôn nè. Này trẻ về Tân Châu luôn. Nhưng mà này đã chưa làm xong nên người ta chưa có cho chạy vô chú anh chị. Đây thì mình ngắm phong cảnh đồng ruộng. Mấy đồng này là năm trước, năm vừa mùa vụ vừa rồi thôi, khỏi mấy năm trước. Vụ vừa rồi thôi cũng chuột nhóc hết trơn luôn. Mà tự nhiên năm nay, năm nay có cái trời đồng này bên đây, rồi dưới bên đây tự nhiên không có chuột. Vụ đông xuân rồi còn có chuột nhiều nữa. Còn tự nhiên hè thu cái mắc đeo luôn. Chuột đã mắc theo chưa à, bởi vì không thấy đồng nghiệp nào đặt hết trơn. Tại vì không có chuột cho nên đồng nghiệp không có đặt cho chú anh chị. Phong cảnh này trời nắng lên nữa. Giờ hai chồng nên chắc đồ lên xe để về. Bữa nay thắt thủ. Được mấy con rồi cô chú anh chị. Đủ ăn. Rồi, để anh em tranh thủ về. Đi đổ cứ ngục nữa. Nè, nhét vô. Tối thì hai chồng mình ngủ đây nè, điện hai xe hai bên đó. Để chùm miếng mũ lại. Tại mưa lầm gầm á cô chú anh chị. Trời mưa. Giờ để anh đi về cô chú anh chị. Giờ nên chạy đường này nè, xuống đó đi về.
rồi điểm tới điểm. Ủa hôm qua anh tắm đâu? Hôm qua anh đặt ở đâu? Giờ đi đổ cứ ngục con chú anh chị ơi. Này thắt khu hết rồi, vòng gần đổ cứ ngục chắc có lý ơi. Xuống tắm buổi sáng. Nay đi hất tóc lên rồi thấy cái đầu anh tóc dài vậy đó. Có gì không? Thì sao thấy ốc chứ? Cái đầu tiên được ốc không ạ? À? Ốc chứ có tép. Đưa thảo lên. Này đổ kiếm tôm kiếm tép. Ồ, được con tôm. Tôm nó càng xanh mà nó nhỏ. Ái rồi. Rồi. Tôm xuống đây rồi nè, có con lươn văng rồi. Con lịch văng nè. Sao nó xúc ta? Ai biết đâu. Hên còn con tôm. Ừ. Hên à. Văng con lịch hay con lươn rồi. Ừ. Con tôm nữa hai con, hai đuôi hai con. Đứa một con. À đã. Làm gì ăn mà đứa một con. Cái kiếm được vài con đủ ăn. Này tép. Con cá lăng này. Con cá lăng có kiếm ăn. Mấy con tép. Ăn hoàng đứng. Cái lăng dù má. Dạ. Ồ, một con cá lăng. Tôm lóng lăng ngon ha. Ừ. Đưa nó có gì không? Mấy tôm bóng. Ồ, cá bóng tẹp. Được không cả nhà? Có ăn. Có gì nhà cho con ăn. Hai chồng nên cũng về. Dư sức ăn. Ủa chết rồi, cá bụng thì chết rồi. Chết rồi, sống nổi. Thả vô nuôi mà ngéo rồi. Để từ sớm. Được, được mớ. Tôm tép của chú anh chị nè, tôm. Đó. Cũng ít chứ không có nhiều. Dư sức ăn. Đặt có mười mấy cái. Tôm này là tôm càng nè. Vừa nữa là cái càng chập bá luôn. Được tép cái linh. Đó, được hai cái dãnh cái lăng. Đó, được nhiều đó. Ấy cái linh ra hả? Mấy tôm ngon quá. Tôm bỏ vô dẹo cho sống đi ha. Dạ. Cái túi lưới đi ha. Nên bắt bỏ vô trong cái túi lưới cho nó sống. Bỏ vô trong túi lưới nè, rộng cho nó sống.
hết chưa đi, nó trong là nó còn sống. Mấy con nẻo rồi. Nay cho ăn gì vậy? Lụm mắm. Nghe là sao thịt bà gọi ha. Bữa nay làm lẩu mắm ăn của chú anh chị cái Linh. Sáng lên đổ cái ngọt này được nhiều cái Linh nè. Đầu về với xã mua thêm một chút thịt bà gọi nữa để vô. Ê, thịt 10 ngàn, thịt có 10 ngàn hả? Dạ. Của ai mua ai 10 ngàn? Bà sang. Này là mắm xả lên lượt ra nè. Đây một thau rau có. Ủa rau muống đâu? Rau muống này luôn hả? Nãy nên đi hái mới rau muống rồi với ít bông điện điển, bông điển hết rồi vậy. Với mùa thì bùng súng. Để biết bữa hổm bẻ cái bắp chuối lại là bữa nay có ăn rồi. Ừ. Rồi bữa bữa hổm bên kia nên thấy cái bắp chuối cây chuối ngã của chú anh chị lúc anh chị đó. Bắp chuối mới lú luôn. À. Rồi cái nên nói nên sáng nên bẻ về để dành ăn. Cái nên đi về sáng cuốn đồ về về quên mất tiêu. Cái Linh này chút xíu là chừng nào sôi cái bỏ vô nhúng ăn cái đâu nhúng cái đó của chú anh chị. Giờ để bà xã nên xào thịt cho ấy đi. Đổ mắm vô luôn vậy. Lượt mắm vô luôn. Hồi nãy giờ chưa lượt hả? Xong rồi kêu đầu dọn ra quất của chú anh chị. Có hai đứa ăn ít. Hai đứa ăn ít. Nhiều đây ăn không hết nữa. Để cho thịt chín kéo đầu cái nhắc ra. Nên mày ông bà cô chú anh chị dùng cơm vợ chồng nên ha. Ông bà cô chú ăn cơm, bà ba mẹ ăn cơm. Cái Linh này nó nhại chín mau chín đó. Nặng lẩu mắm cưng. Mắm. Cái con dừa mỏng nó luôn đó. Được, cái gì? Này có con nhút nè, bắp chuối nè, bông lục bình nè. Mùa này mà bông lục bình đâu ra? Mùa này là không có bông lục bình rồi. Một cái rồi đúng không? Quê đâu quốc cái lắm. Rồi mua mắm không đã. Thôi vậy thôi. Bóc lửa lại. Tổng lên ăn người ông hết. Ủa có rau dừa nữa hả? Có. Rau dừa cũng ngon. Mà thấy rất vui lắm. Con Biên Điển tự nhiên lúc đầu mùa nước nhóc luôn. Giờ tự nhiên cái mùa này cái nó bụi cây à. Đúng rồi. Mua hết rồi. Cây già. Nay không có cá chạch luôn à. Năm rồi mùa này nên đổ cá chạch nhóc luôn. Tả
lúc tháng 6 nước nhảy sớm á. Nước nhảy sớm nó nhảy vùng kinh trước. Vùng kinh có nước trước á, bởi vì lùi vô kinh chưa. Cũng xin tạm dừng, nên cũng xin hẹn ông bà cô chú anh chị mình lại video sau ha. Rồi nên chúc cả nhà xem video vui vẻ, bye bye.